Hello, xin chào anh em. Mùa hè đến rồi. Và mùa hè thì chắc không không ai trong chúng ta sẽ sử dụng áo da nữa. Và áo da sẽ để làm gì? Áo da sẽ mang để ngắm. Và có một thứ mà gần như ai cũng có trong tủ để dưỡng áo da, đó là mineral oil. Nhưng đại đa số chúng ta đều không biết mineral oil sử dụng như nào. Vậy các bạn đừng bỏ qua video này để chúng ta tìm hiểu xem mineral oil có tác dụng như nào nhé. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ dưỡng da bằng thứ gì đây? Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy ở đây tôi có rất là nhiều loại dưỡng. Trong các cái bộ dưỡng của mình thì Saphir chiếm khoảng 90%, và những cái sản phẩm của Saphir thì rất rất đa dạng về các loại dưỡng và nó sẽ đi chi tiết cho từng loại da. Nhưng ở trong đó thì Mint Oil luôn là một sản phẩm rất rất đắt. Nhưng đại đa số chúng ta mua Mint Oil về không biết sử dụng. Và chúng ta sẽ nhìn xem chiếc áo da của mình, ví dụ như chiếc áo Scott này, khi tôi dưỡng Mint Oil lên thì nó trông sẽ như thế nào. Các bạn nhìn thấy Mint Oil sẽ không thẩm thấu vào thớ da mà nó sẽ tạo thành một cái lớp ở trên bề mặt da và nó bóng như này. Thế thì cái bóng này thì mọi người sẽ nghĩ rằng là nó sẽ mất đi theo thời gian. Chúng ta cứ để khoảng 5 7 ngày không dùng đến thì nó sẽ thẩm thấu vào da. Nhưng không. Da của áo da như những chiếc áo Scott này được phủ một lớp sơn ở bên ngoài rất dày để nó bảo vệ khỏi bụi bẩn và nước. Chính vì thế, Mint Oil không có khả năng có thể xuyên vào chiếc áo da này, và bạn cứ bôi thật nhiều Mint Oil lên chiếc áo da của mình, sau một tuần, một tháng có thể nó mất đi, nhưng những dư lượng của cái loại mỡ này nó vẫn còn ở trong cái bề mặt của cái áo da. Xét về bản chất, chúng ta có thể nhìn thấy Mint Oil thì không khác gì lắm mỡ động vật mà chúng ta sử dụng ở nhà, ví dụ như là mỡ bò hoặc là mỡ lợn để chúng ta rán đồ ăn cả. Đấy. Thế thì cái Mint Oil này nó cũng hoạt động tương tự như vậy. Nó sẽ thẩm thấu vào các cái bề mặt da hoặc những bề mặt giấy và có khả năng xuyên ở bên trong. Và khi nó nằm ở trong cái bề mặt trong 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 cái lớp da đó, nó sẽ làm mềm ra các sợi protein của da, và nó sẽ giúp cho cái da đó nó được mềm mại hơn. Thế thì Mint Oil này sẽ sử dụng với những loại da gì? Thì chúng ta phải biết rằng Mint Oil khi trong cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thì họ nói rằng Mint Oil dành cho da vintage. Thế thì chúng ta phải hiểu da vintage là gì? Da vintage là một loại da có tên là da thảo mộc, tức là nó sẽ được thuộc bằng các loại thảo mộc, và gần như bề mặt của các loại da này không phủ hoặc là phủ rất ít những cái chất bảo vệ bên trên để nó giúp cho việc thẩm thấu mồ hôi, thẩm thấu nước hoặc là các loại dưỡng chất ở bên ngoài vào bên trong da, và nó sẽ làm cho miếng da này thay đổi màu sắc hoặc là độ nhăn hoặc là những cái độ đậm nhạt của miếng da theo thời gian và theo cách sử dụng của người chủ nó. Thế thì cái Mint Oil khi chúng ta sử dụng trên các cái loại da vét này, gọi là da thảo mộc thì gọi tôi hay gọi là da vét, nó sẽ có tác dụng như thế nào? Đầu tiên khi chúng ta bôi lên bề mặt da thì cái việc đầu tiên chúng ta nhìn thấy đấy là miếng da nó sẽ thâm lại. Nó sẽ thâm lại và những cái phần nào Mint Oil không thẩm thấu ở bên trong thì nó còn nằm ở trên bề mặt da, và nó cũng sẽ tạo ra một hiệu ứng phản chiếu ánh sáng bóng bóng giống như là cái miếng da của chiếc áo Scott của tôi vậy. Thế thì tác dụng thứ hai khi người ta sử dụng Mint Oil lên các loại vét da vét này
giống như là các loại giày của Red Wing là một điển hình. Khi chúng ta sử dụng dưỡng dưỡng da thì nó sẽ tạo ra một hiệu ứng là chống nước trên bề mặt da. Như ở đây các bạn có thể nhìn thấy tôi đã vẩy một chút nước lên chiếc tạp dề mà tôi hay sử dụng, và chiếc tạp dề này rất là đắt bởi vì nó sử dụng một miếng da nguyên tấm từ loại da vét của Italy, thế nên là nó rất là đắt và nó bảo toàn toàn bộ những cái tính chất của cái miếng da vét đấy là thấm nước và nó rất là mềm mại, bởi vì là tôi đã sử dụng hàng ngày cùng với nhiệt độ, độ ẩm và cùng với các loại dưỡng chất của khi mà tôi đánh giày thì nó đã thấm vào miếng da, lúc đầu nó rất là cứng và bây giờ nó rất là mềm. Thế thì những cái giọt nước này ngay lập tức nó sẽ làm thâm lại bề mặt của chiếc tạp dề, và nó sẽ một phần nó sẽ thâm lại và một phần nó sẽ nằm ở trên bề mặt của miếng da này, bởi vì nếu với những miếng da đầu những miếng da chưa được sử dụng thì những cái phần mà nước thấm vào bên trong nó sẽ rất nhanh chóng thấm thấm qua bề mặt da, và nó sẽ tạo ra những cái vết thâm rất là lâu, rất là sâu, và thậm chí có những miếng da chỉ một giọt nước thôi và nó thâm đến hết đời của miếng da luôn. Thế thì các bạn có thể nhìn thấy cái hiệu ứng chống nước của mineral oil lên trên cái miếng miếng da này của tôi rất là rõ, và những cái phần thâm của cái khu vực da đã được bôi mineral oil thì những hạt nước ở đây đã được co tròn lại và nó không tạo ra những vết thâm ở trên bề mặt da nữa, mà nó sẽ không không thể thẩm thấu vào bên trong và nó cứ lăn ở bên ngoài. Bây giờ các bạn chỉ cần thổi một cái thì cái phần những cái hạt nước này nó sẽ đi ra khỏi miếng da, và những cái phần da nào không được bảo vệ bởi mineral oil thì những hạt nước đi đến đâu nó sẽ để lại cái vết đến đó. Vậy thì mineral oil sẽ được sử dụng với những loại áo da nào? Mineral oil vẫn có thể sử dụng cho các loại áo da, nhưng sẽ là những cái áo da thảo mộc, những cái áo da có mùi thảo mộc, hoặc là những cái áo da mà không được phủ gì ở bên ngoài, ví dụ như RBC có một vài dòng da như vậy, hoặc là Aero cũng có một vài dòng da như vậy, còn Scott và Van Sơn thì không có quá nhiều những dòng da thuộc thảo mộc để mặt mộc như thế này. Và các bạn thật sự lưu ý khi sử dụng các loại dưỡng da, nếu các bạn không biết sử dụng thì các bạn sẽ mua về một cái lọ mincoil rất là đắt tiền, của 200-300 nghìn, nếu mà các loại bình thường mua của Trung Quốc. Nhưng với những cái loại da, với những cái loại mincoil cao cấp như tôi đang sử dụng của Safia thì nó có giá từ 500 đến 600 nghìn mà các bạn lại không mang hiệu quả cho việc dưỡng da và làm đẹp của chiếc áo da mình. Vì vậy là nếu các bạn có những câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc nào về việc sử dụng áo da cũng như việc chọn loại dưỡng nào cho chiếc áo da của mình thì đừng quên hãy comment xuống phía dưới, tôi sẽ trả lời ở trong phần comment này. Hoặc nếu bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về các loại dưỡng da thì hãy liên hệ theo cái đường dẫn ở phía dưới vào page của tôi. Các bạn có thể xem rất là nhiều video hướng dẫn của tôi về việc chăm sóc da cũng như chăm sóc giày. Thế thì các bạn có thể tìm được những cái thông tin mà mình cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.